Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Bạn có biết ngày hôm nay và sự trở lại của luật sư Vi Phạm, luật sư chuyên về di trú tại San Diego. Trước hết, Vân Anh chào luật sư Vi. Dạ, Vi chào giám khảo, audience of VNTV và chị Vân Anh. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì luật sư Vi sẽ cùng chia sẻ với quý vị qua một cái đề tài. Trong những ngày tháng vừa qua, cộng đồng người Việt Nam của chúng ta rất là xôn xao vì sắp tới Tổng thống Donald Trump sẽ xét đến những cái diện của những người Việt tị nạn của chúng ta đến Hoa Kỳ trước năm 1995 và đã là những tội phạm hình sự tại Hoa Kỳ. Nhưng mà vì có một cái luật giữa Hoa Kỳ và Việt Nam từ năm 2008 thì những người đó không bị trục xuất vẫn ở lại Hoa Kỳ. Tuy nhiên ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump muốn xem xét lại những người đó và những người này đang có nguy cơ sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Thì luật sư Vi có thể cho quý vị khán giả biết rõ hơn về cái tình trạng là như thế nào, luật sư? Những người đó là những người đã có phạm tội, đã có tiền án nhưng mà đã được ở lại, không có bị đuổi về Việt Nam, nhưng mà ngày hôm nay thì sẽ có nguy cơ, phải không? Yeah, đúng rồi. So I want to say a bit of the history first before I start into the subject, is that I want everyone to know that deportation, you get deported, back to your own country. But Vietnam is different. If you come here before 1995, according to agreement in 2008 between the United States and Vietnam, that you are able to stay in the United States and you're able to work legally, but you can't travel, which means that they take your green card away so that you will not be able to travel anywhere outside of the country. So right now, with the restriction of President Trump, that he wants that the 2008 to be invalid, so that people that committed the crime would go back to Vietnam. Because prior to that, Vietnam won't take those refugees that committed the crime. So now there's a problem. And I also want to make sure that this is not just happening right now. It started in 2017. And that I believe July of 2017, that there are 12 refugees already that been deported back to Vietnam that had been here before 1995. Wow, thưa quý vị, hồi nãy luật sư Vi giải thích rất là rõ ràng về cái lịch sử của cái sự kiện này. Thưa quý vị, đó là những người Việt tị nạn của chúng ta đến Hoa Kỳ trước năm 1995 và những người này đã phạm vào những cái tội hình sự tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên nhờ một cái dự luật giữa điều đình giữa chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam ở năm 2008 thì những người này không bị trục xuất, vẫn được phép ở lại sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên những người này không được đi travel, tức là đi du lịch, mà cái thẻ xanh của họ bị giữ lại, phải không ạ? Dạ, đúng rồi. Và thưa quý vị, cho đến năm 2017, tức là năm ngoái, thì Tổng thống Donald Trump muốn đổi lại cái luật của năm 2008, tức là những người này sẽ có nguy cơ bị trục xuất. Nói rằng đây là cái vấn đề nó đã xảy ra rất là lâu rồi chứ không phải ngay từ bây giờ, tức là năm 2017 thì Tổng thống Donald Trump đã trục xuất 12 người, phải không? Yeah. 12 người Việt Nam về nước trong cái nhóm này rồi, thưa quý vị. Và thưa quý vị, tất cả những cái lo ngại của quý vị về vấn đề di trú, một lần nữa xin quý vị hãy gọi cho luật sư Vi. Chúng tôi có cái số điện thoại trên màn ảnh để quý vị có thể gọi, để quý vị cũng có thể bớt lo lắng đi ha, luật sư Vi ha. Yeah. Và sắp tới thì luật sư Vi sẽ gửi đến cho chúng ta những cái tin tức cập nhật nhất về cái tin tức mà đang gây rất là lo lắng và quan tâm của cộng đồng người Việt của chúng ta. Yeah, and this change or this will affect about 9,000 refugees within our community. So I really want to convey the message to our community that if you have a green card, please, please, please convert that to citizenship as soon as possible. Because at this rate we're going, we don't know whether he's deporting criminals pre-1995 or undocumented people. Undocumented being what? They came here and they overstayed their visas. So that's the problem right now that we're looking at. Vâng, thưa quý vị, dự luật này sẽ ảnh hưởng đến 9.000 người Việt của chúng ta. Cho nên luật sư Vi muốn nhắn quý vị là khi mà quý vị có thẻ xanh rồi thì xin quý vị ngay, nếu mà có đủ điều kiện rồi thì quý vị phải nhanh chóng xin để được gia nhập vào, xin để được
trở thành công dân Hoa Kỳ ngay lập tức để cho chúng ta, cái quyền lợi của chúng ta được bảo đảm. Vì quý vị thấy rằng tình trạng hiện nay nó sẽ rất là khó. Thí dụ những cái người mà có tội phạm trong cái nhóm người mà đến Hoa Kỳ trước năm 1995 phải không, luật sư? Với những người mà họ undocumented, họ qua đây, tức là những người họ đi du lịch xong ở, họ ở lại luôn. Như vậy những người đó có bị trục xuất hay không? Thì đó là những cái điều mà chúng ta rất là lo ngại hiện nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và một lần nữa, xin quý vị có tất cả những cái dịch vụ, câu hỏi, thắc mắc gì về di trú, chúng tôi có số điện thoại của luật sư Vi Phạm trên màn ảnh. Văn phòng của luật sư tọa lạc tại San Diego. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và xin thân ái chào tạm biệt. Thank you very much and have a good night.